Rồi, ok anh em. Thì bây giờ đây là cái mũi của Hiti 6 ly nhé. Hiện tại là mình có mũi 6 ly thì mình sẽ test cho anh em xem bằng cái mũi 6 ly này. À, mũi này thì chiều dài của nó rơi vào tầm khoảng là hơn 10 cm. À, tổng chiều dài của nó là 17 nha. 170 mm. Đó, chiều sâu khoan được á thì nó rơi vào tầm khoảng là hơn 10 cm nhé. Rồi, ở đây là cái khối bê tông nhé. Rồi mình sẽ test thử cho anh em xem. Đây mình đang bật ở chế độ khoan đục nè. Anh em thấy không? Khoan cực kỳ ngọt luôn. Em thấy không? Mũi đây là mũi zin, mũi của Hiti thì cái mũi bốn cạnh này thì nó khoan cực kỳ là sắc luôn, cực kỳ là ngọt. Đó, mình khoan tiếp cho anh em xem nhé. Rồi, bên này mình có chức năng chế độ đục nữa. Thử sơ cho anh em xem. Đây là mũi khoan nha anh em. Rồi,